68 quy tắc ngầm của xã hội không ai nói với bạn. Ngộ ra càng sớm càng tốt. Kính thưa quý vị và các bạn, càng trải đời, càng nhận ra nhiều chân tướng đời sống. Đôi khi rất đau, rất thô nhưng rất thực tế và cần thiết. Cần sớm ngộ ra, thấm thía để trưởng thành, để không phải trả giá quá đắt và để đi đến thành công. Ví như thấy một người trước sau bất nhất, thật ra không phải họ thay đổi mà vì mặt nạ của họ rơi xuống mà thôi. Trong video này, xin chia sẻ với quý vị và các bạn top 68 quy tắc ngầm của xã hội không ai nói với bạn. Ngộ ra càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. 1. Trên đời này không có người không thể thay thế. Vì vậy chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. 2. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi, vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. 3. Nếu cảm thấy đối phương không phù hợp, đừng cố gắng ở lại mà hãy thẳng thắn rời đi. Thời gian không giúp cho các bạn trở nên phù hợp với nhau mà chỉ khiến cho cả hai càng thêm xích mích. Việc rời đi lúc đó sẽ càng thêm khó khăn và ít nhiều đi kèm với một cuộc chiến. 4. Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. 5. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. 6. Trên đời này chỉ có hai chuyện liên quan gì đến tôi và liên quan gì đến bạn. Việc gì không cần thiết thì đừng nên xen vào để tránh sau này phải nói hai từ giá như. 7. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. 8. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. 9. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. 10. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định, nhất là đàn ông. Đàn ông không tiền như sói không răng. 11. Đối với những cuộc trò chuyện diễn ra hàng ngày, người ta sẽ chỉ nhớ đến cảm giác khi ở cùng bạn, vui, buồn, an tâm, chứ không phải nội dung đã trao đổi. 12. Đôi khi, không phải một người thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ rơi xuống mà thôi. 13. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói. Bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. 14. Chúng ta thường nhớ chẳng có niềm vui nào là mãi mãi, nhưng lại quên mất có một câu tương tự rằng chẳng có nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn. 15. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng. Bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. 16. Tính cách và thái độ là hai điều hoàn toàn tách biệt. Tính cách của tôi nói lên con người bên trong, còn thái độ tùy thuộc vào cách bạn ứng xử. Bởi vì thánh nhân cũng có thể cau mày và ác quỷ cũng biết mỉm cười. 17. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ. Không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. 18. Nếu bạn đã nói xấu sau lưng người khác thì khi bị đối phương mang ra trước mặt chất vấn, đừng thắc mắc tại sao những người đã cùng bạn nói xấu chỉ đứng sau lưng ủng hộ mà không dám ra mặt bảo vệ bạn. Đó gọi là nhân quả báo ứng. 19. Người không muốn tới đích thì dù khởi đầu tốt đến mấy cũng thành công cốc.
20. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời sướng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải phim Hàn Quốc. Nếu bạn không cố gắng đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. 21. Tình cảm trao đi cần có hạn. Bạn không bao giờ biết người ta vay mượn của mình bao nhiêu yêu thương rồi sẽ quỵt nợ trốn biệt cả. 22. Không cần phải gắng gượng giữ gìn quan hệ với tất cả mọi người, bởi giữ quan hệ với người này có thể làm sứt mẻ tình cảm với người khác. Nếu buộc phải lựa chọn, hãy giữ gìn quan hệ với những người lanh lợi có hậu thuẫn tốt. 10 năm sau bạn sẽ nhận thấy nó có ích thế nào. 23. Khi kết bạn nên chậm một chút để có thể tìm hiểu, quan sát kỹ lưỡng. Nhưng khi tuyệt giao thì nên nhanh một chút tránh gây ra rắc rối về sau hoặc nửa đường đổi ý. 24. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. 25. Phải tàn nhẫn một chút mới có thể sinh tồn. Câu này ý nói trong khuôn khổ đạo đức và thượng tôn pháp luật bạn nhé. 26. Canh không có muối còn thua nước lã. Người không có tiền thì khổ lắm. 27. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. 28. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? 29. Mỗi chúng ta là một cá thể, đừng bắt chước ai cũng đừng yêu cầu ai giống mình. Thượng đế không rảnh rỗi đến mức tạo ra một tá đồ chơi giống nhau. 30. Không nên lãng phí tiền bạc vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. 31. Người trẻ cãi nhau thường hay treo câu cửa miệng, nghỉ chơi đi, tớ không bao giờ làm bạn cậu nữa. Người lớn thì ngược lại, lời tuyệt giao không bao giờ nói ra, chỉ là âm thầm im lặng, âm thầm cách xa. 32. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ ai đó, có thời gian nhớ hồi âm, dù là một icon cũng được. 33. Khi nhờ người khác giúp đỡ, nếu đối phương im lặng quá lâu vẫn chưa đáp ứng, vậy đa phần là muốn từ chối, lúc đó đừng cưỡng cầu làm gì. 34. Tiền rất quan trọng, tình cảm cũng rất quan trọng, tiền bạc nên rõ ràng, nhưng cũng đừng vì tiền làm tổn thương tình cảm. 35. Đừng lừa dối người khác, vì nhân quả không chừa một ai. 36. Nỗ lực để trở thành một người có ích cho xã hội, nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng tỏ với người khác. 37. Trực giác của con người thường rất chính xác, đặc biệt là trực giác của phụ nữ. Thế nên, nếu cảm thấy quan hệ giữa hai người có vấn đề, nên lưu ý một chút. 38. Đừng tùy tiện đánh giá một người, đặc biệt là khi không có họ, bởi vì 80% xác suất những điều bạn nói sẽ được truyền đến tai người đó bằng một phiên bản khác. 39. Đừng lấy lý do thẳng thắn để bào chữa cho việc thiếu giáo dục. Mượn cớ thẳng tính để nói lời tổn thương người khác chỉ chứng tỏ sự xấu tính của bạn mà thôi. 40. Đừng cố tranh cãi đúng sai với người không nói lý lẽ. Mỗi người đều có thái độ sống khác nhau. Họ ở vị trí của họ, có khi chưa từng trải qua những việc bạn từng trải, nên luôn cho rằng bạn bịa chuyện. Thế nên, trên đời không có đúng sai tuyệt đối đâu. 41. Người khác có thể cười nhạo ai đó, nhưng bạn không được hùa theo, vì làm như vậy bạn chẳng khác gì họ. 42. Hẹn mấy lần người ta vẫn không nhận lời, đó là từ chối, đừng cố chấp nữa. 43. Đừng kể nỗi đau của mình cho người khác quá nhiều. Lần đầu, người ta sẽ thông cảm. Lần hai, người ta sẽ nghĩ bạn tiêu cực. Lần ba, người đó sẽ chán ghét bạn. Chỉ nên nói lời từ tận đáy lòng với đúng người muốn nghe. Còn lời phàn nàn ấy à, nên giữ cho chính mình thôi.
44. Nếu bạn giàu có, đừng khoe khoang. Nếu bạn nghèo, đừng vội than vãn. 45. Ở nơi công cộng, vui lòng đeo tai nghe khi nghe nhạc hoặc xem phim. 46. Đừng bao giờ để người khác giúp bạn miễn phí. Mối quan hệ giữa người với người giống như một cái ngân hàng. Bạn muốn rút ra một ít thì cũng nhớ gửi vào một ít, nếu không có ngày sẽ trắng tay. 47. Không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. 48. Người tốt sẽ có hồi báo, nhưng người luôn luôn tốt với người khác không điều kiện thì không. 49. Đối với những người bạn khác giới đã có người yêu, xin hãy có ý thức giữ một khoảng cách xã hội nhất định. 50. Nếu bạn chấp nhận đưa cây kéo cho người khác, đầu nhọn thường hướng về phía mình. Vậy nên đừng dễ dàng cho người khác cơ hội làm tổn thương bạn lần hai. 51. Bản chất xã hội chính là bánh ít đi, bánh quy lại. Bạn phải trả giá tương ứng mới nhận được hồi báo. 52. Trẻ con thường ngoắc tay khi muốn hứa hẹn, nên người lớn nói được phải làm được. 53. Tại sao con người có hai cái tai nhưng chỉ có một cái miệng? Vì ông trời hy vọng chúng ta có thể nghe nhiều hơn, ít nói lại. Lắng nghe ý kiến của người khác để làm giàu cho bản thân, ít nói những lời thị phi, đàm tiếu về người khác. 54. Đọc sách nhiều hơn, ít ăn vặt, tập ngủ sớm, ít giận hờn, ít tranh cãi, cười nhiều và bớt lo lắng hơn. 55. Nếu bản thân bạn không nỗ lực, có quen ai cũng vô dụng. Người khác dù nguyện ý kéo bạn một tay, cũng không biết tay bạn giờ đang ở phương nào. 56. Người mà bạn đồng ý tha thứ không giới hạn, có thể chính là người sẽ làm tổn thương bạn không điểm dừng. 57. Đừng quá nóng lòng đi yêu một người, cũng đừng quen thân với một ai đó quá nhanh. Bởi vì những người đến với bạn càng nhanh, họ sẽ dùng tốc độ gấp 10 lần thế để rời xa bạn. 58. Đừng tỏ ra khinh thường bất cứ ai, kể cả khi người kia không biết gì đi nữa. Đây là sự tôn trọng cơ bản mà bạn cần dành cho họ. 59. Không phải ai cũng xứng đáng để bạn xây dựng tình bạn sâu sắc. 60. Nơi công sở là chỗ có ít bí mật nhất. Nếu bạn kể bí mật của mình cho gió, đừng trách sao gió thổi bí mật khắp khu rừng. 61. Muốn hiểu rõ một người, đừng nghe những gì anh ta nói, phải nhìn những điều anh ta làm. 62. Trước khi dự định thành công, đừng tùy tiện kể cho người khác, nên im lặng mà cố gắng. Khi nào tích lũy đủ lượng sẽ thay đổi về chất, đủ nắng hoa sẽ nở. 63. Khi bạn chần chừ ăn hay không có thể đừng ăn, khi đắn đo mua hay không có thể đừng mua, nhưng khi do dự nên làm hay không thì phải làm. 64. Đừng đưa ra quyết định quan trọng vào lúc cảm xúc không ổn định, bởi vì 80% bạn sẽ hối hận. 65. EQ cao không phải để bạn dễ lấy lòng người khác, mà để họ cảm nhận được sự tử tế của bạn. 66. Một mối quan hệ không nhất thiết phải có cho đi nhận lại ngang đẳng cấp, nhưng nhất định phải có sự trả giá của cả hai, đừng chỉ có sự hy sinh từ một phía. 67. Đừng bao giờ đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với bất cứ ai. Trên đời này làm gì có ai không thể sống thiếu ai, sống thực tế một chút mới bớt đi nhiều thất vọng không đáng có. 68. Sau khi mắc lỗi, đừng giải thích nhiều, biết sai phải sửa, thừa nhận không xấu, thay vì bảo chữa hay can đảm nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 68 quy tắc ngầm của xã hội không ai nói với bạn. Ngộ ra càng sớm càng tốt. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video hữu ích xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh.
nhớ nhấn vào nút hình kết chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.